đang có mặt tại phòng điều trị trẻ hóa da của BBUK BB Thanh Mai. Hiện tại thì chị Thảo mới làm xong liệu trình trẻ hóa da. Bây giờ em sẽ mời chị Thảo mình xem gương để mình cảm nhận cái sự khác biệt trước và sau khi làm chị Thảo nhé. Chị ơi, mình cảm nhận như thế nào sau khi mình mới điều trị xong liệu trình trẻ hóa da ạ? Thật ra thì hiện tại bây giờ cái cảm giác nó vẫn chưa có quen lắm. Mình khi mà mình nói vậy nè, mình có cảm giác là da mình nó có cái độ căng. Rồi đối với Thảo thì hiện tại là Thảo đang thấy cái khung chân mày nó có vẻ là được nhỉnh hơn một tí xíu. Với lại những cái đường nhăn rất là mảnh li ti ở đuôi mắt thì nó hiện tại không thấy. Bên cạnh đó thì cái đường rãnh mũi nó cũng mờ hơn. Rồi cái xương hàm của mình chỗ này với lại toàn bộ cái gương mặt mình có cảm giác là nó được xếp hơn, nó nâng lên. Thì theo như mọi người chia sẻ thì cái hiệu quả này nó mới chỉ tầm có từ 10 đến 15% thôi. Còn khoảng từ 2 đến 3 tháng sau thì cái lượng tăng sinh collagen nó sẽ nhiều hơn thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Chị ơi, trong cái quá trình mình làm mình có cảm giác như thế nào hả chị Thảo? Thật ra thì lúc đầu Thảo rất là sợ khi mà nghe nói đến là công nghệ thì các bạn chia sẻ với mình là nó có một tí xíu chăm chít, hơi nhẹ nhẹ. Nhưng mà vì mình hơi lo, mình hơi hồi hộp cho nên là mình sẽ có cảm giác là nó hơi đau ở những cái vết đầu tiên, kiểu như là hơi giật mình. Nhưng mà bắt đầu từ vết thứ 5, thứ 7 trở đi thì là cái cảm giác nó cứ đều như thế thì mình sẽ không thấy đau nữa, chỉ thấy nó hơi chít chít, giống như là nó có một cái sự tác động lên da thôi. Nó có một cái lượng nhiệt tác động lên da thôi chứ nó không có vấn đề gì mà quá ghê gớm. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chị Thảo rất là nhiều. Chúc cho chị ngày càng xinh đẹp, càng trẻ trung hơn. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Intherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.